Lợi Na vung tay vứt ra màn chắn màu xanh lá hệ phục hồi của mình, dễ dàng ngăn chiêu thức của Phạm Địch Luân lại. Trông cô nhàn nhã đứng chắn trước mặt Ang, hỏi thẳng, người nói người ghét thằng nhóc này sao? Một trong cựu Lục Hào nhăn đôi hàng lông mày, môi nở nụ cười bày tỏ quan điểm thẳng thắn, nhưng ta đây lại rất thích hắn đấy. Ang bị áo choàng xanh của cô che mắt, mất một lúc mới nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Giây trước hắn còn định phô diễn tất cả những thứ ở sâu thẳm bên trong để giữ lấy cái mạng, giây sau đã có người vì mình mà đứng ra. Góc nhìn từ sau lên cô gái chắn ánh mặt trời này vậy mà săn chắc đến không ngờ, không giống một người xưa cũ trong cựu Lục Hào đã gia nhập hội người cao tuổi. Có phải là Lợi Na đã dùng hạch xanh lá để khiến cơ thể hồi phục lại trạng thái tốt nhất không? Phạm Địch Luân cười cười, Duy Nhĩ à, Lợi Na à, chẳng lẽ ngươi quên chuyện các ngươi không được mặc chiến phục nữa sao? Ngươi chính là muốn khiêu chiến quy định của vương đúng không? Giờ Ang mới nhận ra vì sao trông Lợi Na lại quen mắt với mình như thế, cô đang mặc bộ chiến giáp lúc trước, tất cả đối với hắn như mới xảy ra ngày hôm qua. Cô không bị lời nói của Địch Luân làm cho xao động, trái lại còn khoanh tay hàn học đáp trả, ta nghĩ chính ngươi đã sai rồi, ta chỉ bị hạn chế không được tham gia vào bất kỳ hoạt động săn ác ma nào thôi. Cô để lớp màn chắn của mình tan theo gió, tiếp tục nói, mà không phải ngay cả một bộ quần áo chiến đấu cũng không thể mặc. Nếu ta chỉ có mỗi quần áo chiến đấu, chẳng lẽ ta phải khỏa thân mỗi ngày sao? Ang nhếch môi nhớ lại Lục Hào của mình, hóa ra đây chính là cảm giác cực kỳ quen thuộc đó. Lợi Na vẫn là Lợi Na, vẫn thẳng thắn và nhanh miệng như trước, cô ấy vẫn luôn là người hoạt bát nhất Lục Hào, rất hợp với vết bớt và bộ tóc nâu xinh đẹp. Tự dưng nghĩ đến kiếp trước mình luôn đứng về phía Lợi Na mà Ang thấy đắng lòng, không nghĩ đến bây giờ cô ấy lại đứng ra bảo vệ hắn trước mặt bao nhiêu người ở đây. Bình luận viên ngạc nhiên không thôi, nghe rõ trong loa giọng hứng khởi của anh ta. Làm sao có thể chứ, người đột nhiên xuất hiện ở đây chính là Duy Nhĩ, Lợi Na của cựu Lục Hào sao? Đây là tình tiết gì thế này? Cuộc thi săn ma lần này thật sự nhiều bất ngờ lắm lắm. Mặc kệ bao người đang theo dõi trận chiến, Phạm Địch Luân thấp giọng đe dọa Lợi Na. Ta kính người lúc trước là một chiến sĩ, không có nghĩa là ta thật sự sẽ cho người mặt mũi, nữ nhân mà không biết giữ mồm giữ miệng. Câu nói đó khiến Lợi Na không vui ra mặt, đốp chắt lại, vậy ngươi thì thế nào? Vào một ngày xuất đầu lộ diện hoành tráng như hôm nay, đường đường là một Lục Hào, thân phận không thích hợp để tiếp tục gây ra xung đột đúng không? Cô đưa tay chỉ về phía Ang đằng sau, tiểu tử đây là con của một cố nhân ta quen biết, nên ngươi kiểm tra hắn thế là đủ rồi. Ang không hiểu Lợi Na đang nói gì, nhưng cô không để một thằng nhóc chen vào mà tiếp lời, hay ý ngươi là mục đích của mình không phải để kiểm tra? Cô xoáy ánh mắt vào Phạm Địch Luân, thẳng thắn hỏi như thế khiến anh ta cảm thấy máu điên dồn lên máu não thật sự. Không nhịn được nghiến răng, gân xanh nổi trên má và nhìn lại Lợi Na với ánh mắt không nhượng bộ. Ha ha, quả nhiên là một đám rác rưởi khiến người ta buồn nôn. Phạm Địch Luân tung ra ngay hàng chục mũi tên sắc nhọn nhằm Lợi Na mà đâm tới. Mấy giây đầu cô còn ngạc nhiên, lúc bình luận viên hô lên, Địch Luân đại nhân sử dụng kỹ năng chùy xà lệnh, phóng năng lượng dày đặc vào phạm vi hình quạt trước mắt, khiến đối phương không thể né tránh được kỹ năng toàn diện như thế. Lợi Na đã biết tên khốn này sống mái với mình rồi. Nhịn đã lâu, nếu hôm nay hắn dám khai chiến trước, cô cũng không ngại ngần đáp trả. Lợi Na đang vận luồng khí xanh của mình lên chuẩn bị ăn miếng trả miếng, đột nhiên bóng đỏ vụt qua ngay từ bên trái đầy bất ngờ. Là Ang lao đến dùng kiếm của mình chắn mũi tên của Phạm Địch Luân. Dù một mình hắn cản có vẻ hơi vất vả, chỉ bằng mũi tên thôi cũng đủ đánh lùi hắn lại. Lợi Na nhìn đến sững sờ, giữa những mẩu vụn của mũi tên xanh bay lả tả trong không khí, chẳng hiểu sao cô nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc qua tấm lưng của tên nhóc nhỏ tuổi này. Ang xoay nhanh thanh kiếm cố chống đỡ tình hình, nhưng chỉ tạm thời thoát khỏi công kích của đợt mũi tên đầu tiên. Cả cơ thể của hắn vẫn bị đẩy lùi ra xa, lại trở thành mục tiêu cho đám mũi tên kế tiếp. Bên tai văng vẳng giọng nói của bình luận viên, vị tiên phong này vậy mà đã đánh trả đợt công kích đầu tiên, đáng tiếc công kích tiếp theo lại đánh về phía bọn họ, lúc này không có cách nào ngăn cản. Ang đã lùi quá xa, đến tận chỗ Lợi Na, cô thò tay tóm được vai hắn, ghi thanh niên lại sát mình gọi lui về đi, để ta. Lợi Na dùng luôn vai Ang làm điểm trụ, búng người về phía trước tung ra lớp màn chắn màu xanh như ban nãy nhưng cứng hơn, đánh bật toàn bộ mũi tên xanh lá, chúng nó bật ra đất, cắm lung tung khắp mọi nơi, tuy đã thành công chặn được nhưng Ang không vui, cảm thấy không xong rồi. Sở dĩ mình cậy mạnh xông lên chính là sợ Lợi Na ra tay. Nhưng giờ cô đã thi triển xong những chiêu thức đầu tiên và đang đáp đất rồi. Ang thầm kêu không ổn, với tính tình của cô ấy, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ có thương vong. Trước ánh mắt lo lắng của hắn, Lợi Na dậm mạnh chân xuống nền đất khiến nó nứt toác ra, rồi vọt người về phía trước, mắt nhắm thẳng đối tượng mang lõi quỷ màu giống mình. Tấn công trực diện, không hề che giấu chuyện mình muốn đục mặt Phạm Địch Luân ra, khiến bình luận viên kinh hãi hét lên. Đây là tỉ thí giữa Lục Hào sao? Cái này còn hiếm thấy hơn nếu so với được tận mắt thấy ác ma cấp 7 nữa. Phạm Địch Luân nở nụ cười nham hiểm, dù sao cả hai cũng cùng cấp, anh ta lại ghét cựu Lục Hào như vậy, nhân cơ hội này dùng toàn lực để đối phó chẳng phải hợp lý quá hay sao? Đối mặt với Lợi Na đang lao vùn vụt đến, Địch Luân rút ra thanh kiếm tạo từ ánh sáng màu xanh sắc lẹm, hạ thấp người chuẩn bị đâm nó về phía cô. Hiện tại nơi này chỉ thuộc về sân khấu của các chiến sĩ cấp 7 mà thôi, bình luận viên không can thiệp, ai cũng nín thở chờ xem các diễn biến tiếp theo. Trên kia loa đang hào hứng hô vang, Địch Luân đại nhân đã sử dụng bí kỹ quán ma doanh thương, ngày ấy thật sự nghiêm túc rồi. Ang ngửa người hít một hơi thật sâu, căng phồng phổi, rồi hét toáng lên, cảm ơn chiến sĩ Địch Luân vĩ đại. Khiến anh ta sững sờ, dừng khựng động tác của mình ngay lập tức. Cả Lợi Na cũng đứng sững lại, cả hai người dừng mọi động tác khi đã chuẩn bị va chạm nhau. Lợi Na không nhịn được quay đầu nhìn hắn, chẳng biết thằng nhóc con này bị gì nữa.
Lúc này hắn đưa hai tay lên quai hàm, tạo thành hình một cái loa để khuếch tiếng vọng ra xa, cật lực lặp lại: "Cảm ơn chiến sĩ Địch Luân vĩ đại, dạy ta nhiều kỹ năng chiến đấu như vậy." Vừa hét xong, môi Ang đã nở nụ cười danh ma, quả nhiên là có tác dụng mà. Chiêu trò vớ vẩn hắn mới nghĩ ra vậy mà khiến cả hai dừng tác chiến rồi, nên hắn lại tiếp tục hít một hơi sâu, to tiếng hơn nữa: "Chiến sĩ Địch Luân vĩ đại, trong lúc bận rộn còn truyền dạy kinh nghiệm chiến đấu cho thế hệ trẻ chúng ta." Hắn muốn từng người trên khán đài kia nghe được sự sùng bái của mình, thật sự khiến tại hạ vô cùng cảm kích, được gào to muốn rách cả hai lá phổi của hắn, khiến tất cả khán giả gầm nín. Ba Lý Tư ngẩng cổ nhìn màn hình, ngẩn người lẩm bẩm: "Rốt cuộc là tình huống gì đây? Sao mà đổi như trong chóng vậy?" Đám người trên khán đài đang mong chờ một trận đấu kịch liệt giữa Tân và Cựu Lục Hào bị câu nói của Ang làm cho lú cả người, tâm lý bị thao túng chỉ tập trung đăm đăm vào hắn đang la hét bên dưới, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ang tiếp tục giống lên: "Xin hỏi, có hài lòng với màn trình diễn của ta không?" Hắn nở nụ cười thích chí, lúc này ém lòng tự tôn lại đến một câu chào hỏi cho đàng hoàng cũng không thoát ra khỏi miệng, giờ để ghim lợi na lại mà câu xà lơ gì cũng nói ra. May tất cả đều đang đi theo chiều hướng mà bản thân mong muốn, khiến Ang không thể không nhoẻn cười. Bình luận viên chớp lấy câu đó mà thêm vào ngay: "Đội tiên phong của Bì Khắc Địch Á đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đối với chiến sĩ Địch Luân." Thế là cả khán đài xôn xao rõ lớn, tưởng rằng có thể nhìn thấy hai người trong Lục Hào đánh nhau chứ. Cứ như vậy mà kết thúc à? Đừng đùa nữa, đánh nhau thì hay đấy, nhưng Lục Hào mà đánh nhau thật thì phải xét đến cấp độ chiến tranh cơ. Mà thôi, có thể nhìn thấy Địch Luân đại nhân ra tay hai lần cũng xem như thỏa mãn. Thế là khán đài sục sôi: "Đúng thế, đúng thế." Rồi bọn họ hào hứng như ban đầu, cùng nhau hô vang: "Chiến sĩ vĩ đại, Địch Luân vĩ đại, Địch Luân đại nhân." Trong lúc bận rộn còn không quên bồi dưỡng hậu bối, đó chính là điều làm nên Lục Hào vĩ đại của chúng ta. Thế là đang máu điên chèn máu não, Địch Luân đột nhiên được tung hô, giấy màu và pháo nổ tung trời, cái tên của mình được kẹp với chữ vĩ đại náo động cả không gian, khiến anh ta phải nở nụ cười hưởng thụ, sát khí bay biến toàn bộ. "Công nhận chơi chiêu này cũng khá phết, lần này ta cũng không tiện tiếp tục ra tay phải không?" Ang tát nước theo mưa, phấn khởi bảo: "Không không, cảm ơn rất nhiều vì đã hướng dẫn. Tin tưởng hậu bối như tôi về sau nhất định sẽ không khiến anh thất vọng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng." Nhìn mọi chuyện êm đẹp, Ang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhiều người nhìn như vậy, tên kia cũng không tiện tiếp tục ra tay nữa. Tâm trạng cáu bản cũng hết, chẳng ai muốn đánh với ai nữa. Lợi Na cũng buông bỏ hết sức mạnh bao quanh người ban nãy, quay đầu nhìn Ang tán dương: "Thằng nhóc này ngươi thật sự làm ta bất ngờ đấy. Nếu đã set up sẵn sân khấu thì Phạm Địch Luân cũng không ngại diễn cùng." Anh ta lẩm nhẩm: "Thôi được rồi, kiểm tra đã được thông qua." Ánh sáng xanh lóe lên nơi cần cổ của Địch Luân, chiếc mic xuất hiện để anh ta đóng luôn vai chính diện của hôm nay bằng cách tuyên bố: "Ngươi là một chiến sĩ trẻ tuổi ưu tú, xin hãy tiếp tục cố gắng." Bình luận viên tiếp lời: "Xin chúc mừng những tiên phong đến từ Bì Khắc Địch Á được công nhận bởi chiến sĩ Địch Luân vĩ đại. Vừa rồi thực sự là một bài kiểm tra chấn động." Câu chúc mừng Bì Khắc Địch Á đã vô địch giải đấu này vừa vang lên, tiếng hô dậy sóng: "Bì Khắc Địch Á, Bì Khắc Địch Á!" sôi động cả không gian. Khán đài sôi sục hùa theo chiến thắng áp đảo của cả đội, làm Ba Lý Tư sững sờ: "Cái quần que gì đây? Chúng ta cứ ngồi không như vậy mà đạt được quán quân rồi sao?" Như để trả lời cho câu hỏi đó, bình luận viên tuyên bố luôn: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc thi săn ác ma có kết quả nhanh nhất và bất ngờ nhất, do tiên phong tạo ra kỳ tích." Lợi Na hết đất diễn cũng không ở lại lâu, cô bước về phía Ang nhưng đi thẳng qua chỗ hắn, nhỏ giọng thì thầm một câu gì đó khiến thanh niên nghe mà đứng như trời trồng. Sau ngày hôm đó, tin tức liên tiếp nói về chuyện người giúp đỡ đến từ bên ngoài mạnh mẽ như rơi từ trời xuống vậy. Bì Khắc Địch Á lần này chỉ dựa vào tiên phong đã giành được quán quân giải. Dù quá trình có quái đản đến mức nào, mục tiêu của cả đội vẫn là sống sót trở về, lại còn được giải nhất. Phút chốc Ang trở thành người hùng của tất cả, khiến cái tên Bì Khắc Địch Á được hô vang nhiều nhất. Cả đội tung hô hắn, người đã giành chức vô địch cho Bì Khắc Địch Á. Trong phòng riêng của cả đội, chiếc cúp vô địch sáng bóng không tì vết được đặt giữa vô số lãng hoa rực rỡ, càng tô điểm thêm sự vui mừng của cả đội. Ba Lý Tư nhìn hắn trìu mến, liên tục khen: "Thằng nhóc này giỏi quá. Người đã giành chức vô địch của Bì Khắc Địch Á chúng ta. Người có biết ta trở về sẽ nhận được bao nhiêu phần thưởng không hả?" Nhìn cổ cười tươi qua, Ang cũng ngại nói: "Cô có biết ta suýt chút nữa đã bỏ xác ngoài đó không hả Ba Lý Tư?" Nhưng cổ không hề biết, xiết đầu thằng nhỏ vô sạp trái cây to bự của mình như muốn hắn nghẹt thở vậy. "Tối nay ta mời nhé, người muốn làm gì cũng được." "Bảo ăn gì cũng được chứ bảo làm gì cũng được là sao?" Ang muốn sủi bọt mép đến nơi, đầu óc choáng váng không đáp nổi. Tiếng đội viên bất bình kêu thay hắn: "Chỉ huy Ba Lý Tư dừng lại đi, Ang sắp nghẹt thở rồi." Đợi cả đám bất phấn khích, Ang giả vờ ho lụ khụ mấy tiếng rồi nhắc Ba Lý Tư chuyện quan trọng, cũng là lý do hắn tham gia giải đấu này. "Cô còn nhớ chuyện đã đồng ý với tôi lúc trước không vậy?" "Đương nhiên rồi," Ba Lý Tư nghiêm túc đáp lời, "ta sẽ là người bảo lãnh cho cậu, như vậy cậu có thể nói chuyện với người phụ trách thủy tinh năng lượng đúng không? Nhân tiện thì cái áo choàng của đội tiên phong này cũng bẩn sau một ngày lăn lộn ở khu rừng kia rồi." Ang búng cho bay véo cái nút giữ áo choàng đi, bảo Ba Lý Tư có tiện thì giúp mình chuẩn bị một cái áo khoác thường ngày, rồi mấy cái tiệc mừng công này kia khác nọ nữa, ta có việc không tham dự có được không? Nghe thế, con bé trong đội nhìn Ang với vẻ ngưỡng mộ 10 điểm không có nhưng, chiến sĩ Ang có cuộc hẹn quan trọng sao? Nam hay nữ vậy? Nghe con nhỏ hứng khởi hỏi như vậy, hắn không nhịn được nhoẻn cười, không nói rõ nam hay nữ nhưng thấy rõ ràng Ang rất trông đợi vào cuộc gặp này. Hắn chỉ đáp đơn giản, xem như chính thức gặp cố nhân đi. Lợi Na theo đúng giờ hẹn đã xuất hiện trên mỏm đá nhìn xuống thành phố, tất nhiên chẳng đợi ai ngoài Ang.
trừ mái tóc hai lai phất phơ trong gió. Ang thay thường phục và khoác chiếc măng tô dài bên ngoài trông không khác gì dân thường. Hắn xỏ hai tay vào túi áo, điềm tĩnh bước đến điểm hẹn, dưới ánh chiều rực rỡ chiếu xuống thành phố, dùng cách nói như ngày trước để chào Lợi Na, "Hello, ta đến rồi. Hẹn ta đến đây gặp mặt, có chuyện gì không?" Lợi Na quay đầu nhìn hắn, dáng vẻ hệt như năm đó còn chiến đấu cùng nhau, quả nhiên là lõi năng lượng màu xanh đã giữ cho cô về lại vẻ trẻ trung, khác hẳn lần đầu gặp ở quảng trường thành Thự Quang. "Lúc trước người kia nói tên của ngươi là Ang sao? Mà ta chỉ nói với ngươi hãy đến gặp nhau ở cứ địa bí mật, làm sao ngươi biết chính là chỗ này?" Ang im lặng, hắn lại hành xử như mình là Ang quá cố rồi, bị cô hỏi thẳng như vậy rất khó trả lời sao cho hợp lý. Có điều hắn biết Lợi Na không bao giờ hỏi một câu duy nhất, quả nhiên trong lúc hắn chờ đợi, cô đã bước đến trước mặt hỏi thêm một câu thật sự muốn biết. "Ngươi thật sự là Ang đó sao? Đó là ai mà trông cô rưng rưng nước mắt như vậy, cứ như đang nhìn thấy người mà mình chờ đợi đã mấy chục năm nay, không khác gì cô thiếu nữ trong trí nhớ của hắn."